Cho bữa nhốt vô đâu đỡ con ở ngoài bị nó kẹt. Ủa chừng nào mới đi chinh việc hả bé? Hôm qua hỏi rồi nói mai bốt rồi, bữa nay hỏi rồi mai bốt nữa, rồi mai hỏi rồi mai bốt nữa. Bữa nay chiên hay áp cháo vậy? Chiên. Chiên ít dầu. Miếng nhỏ này lật cái bờ trắng xuống này. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Cha ra mà có trứng nữa. Chấm bầu. Bầu gồm cá lóc. Làm nước mắm. Con ơi, qua đây con.